Trong sự kiện ra mắt Surface Pro 8, Microsoft cũng đã giới thiệu thêm một con chuột văn phòng thân thiện với môi trường, đó là Surface Ocean Plastic Mouse. Con chuột này có chất liệu cấu thành từ rác thải đại dương. Đây được xem là giải pháp của Microsoft, một hãng khổng lồ về công nghệ thế giới, đối với sự phát triển bền vững gắn với việc bảo vệ môi trường trái đất. Vậy, thực tế con chuột này thế nào? Nó có đáng giá không? Hãy cùng chúng mình đánh giá chi tiết chuột Surface Ocean Plastic trong video này nhé! Chú chuột máy tính xanh. Theo Microsoft công bố thì con chuột này được làm bằng 20% chất liệu là nhựa tái chế từ đại dương. Những rác thải nhựa đại dương sau khi được hãng thu hồi và làm sạch, sau đó sẽ được phân tách rác thải đã qua xử lý thành các hạt nhựa cực kỳ nhỏ. Đó là vì sao bề mặt của chuột Ocean Plastic có các đốm chấm li ti. Đây là sản phẩm hướng tới đối tượng người dùng là những người yêu môi trường, sẵn sàng mua các sản phẩm xanh. Thiết kế. Thiết kế của chuột Ocean Plastic này không có nhiều điểm quá nổi bật, thuần túy là một chiếc chuột văn phòng. Nó đơn giản chỉ với hai nút và một bánh xe cuộn. Với kích thước rất gọn nhẹ, chuột Ocean Plastic chắc chắn sẽ vừa vặn trong bàn tay của bạn. Mặc dù vỏ có thể quá nhỏ hoặc quá nhẹ đối với một số người, con lăn chuột khá cứng nhưng lại rất dễ chịu và chắc chắn khi sử dụng. Thời lượng pin ấn tượng. Ocean Plastic Mouse sử dụng một pin AA mà Microsoft cho biết sẽ kéo dài thời gian sử dụng lên tới 1 năm, rất ấn tượng. Đây cũng là một trong những con chuột có khả năng sử dụng liên tục trong một lần thay pin lâu nhất mà tôi từng sử dụng. Kết nối ổn định và dễ dàng. Ocean Plastic Mouse sử dụng Bluetooth 5.0 LE, phạm vi sử dụng khoảng 10m hoặc thấp hơn nếu trong môi trường văn phòng có nhiều thiết bị không dây khác. Con chuột này hỗ trợ đầy đủ Windows 11, Windows 10, Windows 8.1 và có thể sử dụng luôn mà không cần cài đặt driver. Nhờ SwiftPair, công nghệ ghép nối mới nhất của Microsoft cho phép các máy Windows phát hiện và ghép nối với các thiết bị Bluetooth ngay lập tức, mà việc kết nối Ocean Plastic Mouse với laptop thực sự vô cùng đơn giản và nhanh chóng. Chỉ cần giữ nút nguồn trong 3 giây và bạn sẽ được kết nối ngay lập tức. Khả năng sử dụng thực tế. Chuột hoạt động tốt và không gặp bất kỳ độ trễ đáng chú ý nào khi sử dụng chuột ở bất kỳ nơi nào. Nó hoạt động trên nhiều bề mặt khác nhau, bao gồm cả bề mặt gỗ và kết nối rất ổn định, không hề bị ngắt kết nối lần nào. Việc chuyển đổi giữa các máy rất nhanh chỉ trong vài giây, cũng chứng minh cho thấy SwiftPair tiện dụng như thế nào. DPI tối đa của chuột là 1000, bởi vậy nó không quá nhanh nhạy như nhiều chuột gaming khác. Dĩ nhiên, Microsoft nhắm tới đối tượng người dùng văn phòng cơ bản, nên Ocean Plastic Mouse vẫn quá đủ tốt để sử dụng hàng ngày. Bạn cũng có thể hoán đổi chuột trái và chuột phải cho nhau. Điều này thì rất tuyệt vời đối với những người thuận tay trái. Và bạn cũng có thể gắn nút cuộn chuột thành một phím khác. Đây thì đều là những tính năng cơ bản, nhưng cũng làm cho việc sử dụng Ocean Plastic Mouse tiện lợi hơn trong nhiều tình huống cụ thể. Và tổng kết lại thì Ocean Plastic Mouse không phải là chú chuột tốt nhất trong tầm giá, nhưng là một trong những phụ kiện thú vị nhất. Việc sử dụng chất thải đại dương để làm ra sản phẩm thể hiện sự phát triển bền vững, thân thiện với môi trường của Microsoft. Sản phẩm cũng có ngoại hình độc đáo, không giống các sản phẩm đại trà trên thị trường và có khả năng đáp ứng tốt các nhu cầu cơ bản của người dùng văn phòng. Trên đây là đánh giá chi tiết về Ocean Plastic Mouse. Bạn có thấy chú chuột này thú vị hay không? Hãy đến ngay Surface Việt và sắm một chiếc để ủng hộ phong trào bảo vệ môi trường nhé! Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.